Trời ơi, ngập chết muội rồi. À? Muội à, ăn đậu phộng đi. Muội không thích ăn đậu phộng đâu. Không ăn không được. Nè, ăn đi. Tại sao? Mẹ Quỳnh đã nói đậu phộng là quả xanh là để cho muội xanh đi qua. Quỳnh đề tính muội không ăn đâu. Nè vậy muội không ăn thì Quỳnh ăn. Quỳnh ăn giùm muội luôn ha. Nhưng mà nếu cho Quỳnh muốn muội ăn đậu phộng thì cũng được, nhưng mà Quỳnh phải đồng ý với muội một điều kiện đó. Được, muội nói đi, Quỳnh đồng ý hết. Cho Liên tỷ tỷ ấy thế nào? Bị Diên Hoàng hiếp à? Không phải, Liên tỷ thành thân với Diên Hoàng Quỳnh lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có con. Mẹ của Diên Hoàng đang ép Quỳnh ấy cưới thiếp đó. Đau khổ mà Liên tỷ tỷ phải chịu đựng thực sự quá lớn rồi. Nhưng chúng ta đâu có cách gì. Phương cách cũng không phải là không có. Ê, cách gì? Đã gặp Quỳnh, nếu như cần thì chúng ta cho đứa con đầu lòng của mình nhận họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cái gì? Không được đâu. Làm vậy sao được? Làm sao đem con ruột của mình giao cho người khác nuôi? Nếu là con trai thì sao? Không được. Không được. Quỳnh không phải nói rồi hay sao chứ? Kêu muội ăn đậu phộng, ăn đậu phộng rồi sinh con đẻ cái, năm tháng chung sống của chúng ta còn dài lắm mà. Quỳnh biết. Nhưng mà Linh Nhi à, đây không phải là trò đùa. Vì đó là con ruột của mình mà. Không phải là Quỳnh không muốn giúp họ, cũng không phải không đồng tình với họ. Nhưng có điều, làm sao Quỳnh nỡ chứ? Mùi cũng không nỡ. Mùi cũng là phụ nữ, mùi hiểu tâm trạng hiện nay của A Liên tỷ tỷ. Quỳnh nghĩ xem, nếu như một người phụ nữ không thể sinh con thì đây sẽ là một việc đau khổ biết giường nào. Mùi cũng chỉ vì không có cách nào khác cho nên mới đề xuất hạ sách này thôi. Linh Nhi, có chuyện này Quỳnh rất muốn hỏi muội. A Liên đã gả cho một người mà muội từng yêu thương nhất, chẳng lẽ muội không thấy khó chịu sao? Vậy chuyện đó tất cả đã qua đi rồi. Hơn nữa, việc trước mắt cũng là do quyết định của chính mình thôi, cho nên muội không có gì phải hối hận cả. Quỳnh nghĩ nếu chúng ta thật sự làm như vậy thì ông trời nhất định sẽ có báo đáp chúng ta. Quỳnh hiểu muội. Muội xem, bây giờ không phải Quỳnh đã nhận được báo đáp rồi sao? Không phải là ông trời đã đưa muội về với Quỳnh rồi hay sao? Diên Hoàng là người bạn tốt của Quỳnh, nhưng mà điều quan trọng nhất là Linh Nhi của Quỳnh vừa lương thiện lại vừa biết nghĩ cho người khác. Quỳnh làm sao có thể để cho người mình yêu thương nhất thất vọng chứ? À, xin mời, xin mời. À, mời. Đáng lẽ tôi muốn nhờ vào cơ hội thi nguyện lần này để giúp cho ông chỉnh sửa hai tên đó. Nào ngờ ông đề học đồ tông sư kia lại có lòng bênh vực họ, giúp cho họ an nhiên vượt qua kỳ thi lần này. Nghe nói đồ tông sư kia và ông thầy giáo Úc Hải Cốc là bạn cũ với nhau, quan hệ với họ vô cùng thân mật. Điều này ông cũng biết à? Trời ơi. Đừng quên rằng con trai của ta đang ở kinh thành, muốn thám thính ai mà không được. Gã tiểu tử Diên Hoàng này hầu như cũng biết không ít sự việc ở trong huyện này. Hắn còn nhắc đến tiền bạc của huyện khốn. À. Hắn còn đề nghị huyện đứng ra tu sửa đê điều ngăn lũ. Ta xé mất thư kiến nghị của hắn rồi. Cái gì? Trời ơi. Ê. Ông không nên xé. Tại sao lại không nên? Ông thiệt. Ông nghĩ coi, nếu như chúng ta chấp nhận kiến nghị của hắn thì cái công trình này có phải là một mối lời to của huyện không? À, về điều này thì tôi lại không nghĩ đến chứ. Ông à, một cơ hội phát tài như vậy lại bị ông buông thả mất tiêu. Vậy bây giờ phải làm sao? Ê, biện pháp cái gì bao giờ cũng do con người nghĩ ra. À, đến rồi. Thưa chư vị, qua 3 lần hội thi tuyển chọn, trong châu có 10 vị đồng sinh đã được thi đậu tú tài. 10 vị hả? 10 người đó. 10 người đó được nhận lấy 20 thạch gạo. Những tú tài được hưởng ăn gạo này. 3 năm sau, nếu thành công trong việc bổ sung cống sinh thì có thể tham dự thi hương để lấy cử nhân. Sau đó là tham gia kỳ thi vào mùa xuân năm kế tiếp, thi hội của bộ lễ để lấy danh hiệu cống sĩ. Cuối cùng là tham gia thi đình do Đức Thân Hoàng Thượng chủ khảo. Đến lúc đó, tú tài hôm nay sẽ trở thành rường cột của quốc gia. Tiếp theo tôi tuyên bố danh sách 10 người thi đậu tú tài đợt này. Lo quá, không biết có mình không? Người thứ 10, Lô Hưng Nhân. Người thứ 9, Diên Hoàng. Người đứng thứ 8, Diệp Đậu. Người thứ 9 rồi, không có gì thất vọng, cũng không có gì phấn khởi. Người thứ 6, Lý Nhân Sanh. Xin cáo từ trước. Chúc mừng nha. Chúng ta cũng nên về sớm. A Liên và Linh Nhi nhất định đang chờ chúng ta ở nhà. Đối với Đệ và Linh Nhi thì đó thực sự là một tin mừng. Còn đối với Quỳnh thì chưa chắc là vậy. Quỳnh nói như vậy là sao chứ? Từ khi nghe lời quẻ bói của Khổng Tiên Sinh nói rằng chúng tôi không có con cái, mẹ của Quỳnh đã suốt ngày rầu rĩ, không nở nụ cười. Những kỳ thi sau này đều đúng như lời nói của Khổng Tiên Sinh. Điều này đối với mẹ của Quỳnh cũng giống như thêm một đòn đánh vào đầu vậy. Bây giờ mẹ Quỳnh đã ngã bệnh nằm trên giường, đến hôm nay vẫn chưa khỏe lại. Lần thi thứ 3 này vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh. Để nói đi, khi mẹ Quỳnh nhận được tin này thì mẹ có thể vui lên được hay không? Chẳng lẽ không thể nào thay đổi số mệnh được sao? Thay như thế nào? Đổi như thế nào đây? Nếu như biết sớm thì không nhờ Khổng Tiên Sinh gieo quẻ bói toán cho huynh rồi. Bây giờ nhìn thấy sức khỏe của mẹ mỗi ngày một kém hơn, huynh thực sự không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ bị chấn động nữa. Để nghe nói Viên phu nhân yêu cầu huynh cưới tiếp, điều này huynh nghĩ sao? Huynh cũng không biết. Huynh còn biết phải suy nghĩ như thế nào nữa. Cổ nhân nói có 3 điều bất hiếu, không có người đối giỏi là lớn nhất. A Liên đối xử với huynh có tốt hơn nữa, nhưng mùa ấy có thể giúp cho mẹ có cháu để ẩm được không? Tiến triển thật thuận lợi, mới 1 tháng cấp trên đã cấp tiền bạc cho huyện. Đó không phải là vì quan hệ của con trai. Đúng vậy. Sau này đó không phải là vì quan hệ của con trai tôi sao? Tốt. Nhưng mà bây giờ điều lo lắng của tôi là một món tiền lớn như vậy nắm trong tay mình, không may trên triều đình điều tra sổ sách, chúng ta phải làm sao? Tiền bạc thì mình cũng cần, công trình thì mình cũng phải thực hiện, làm thành 2 cuốn sổ, không phải là xong rồi hay sao chứ. Hơn nữa vật liệu chúng ta và chi tiêu nhân công đều có thể tìm ra cách. Đúng, ý kiến hay. Nhưng mà ở trong huyện của chúng ta có ai biết về thủy lợi? Công trình này do ai phụ trách vậy? Đương nhiên là gã Viên Hoàng kia rồi. Là hắn à? Nhưng mà chúng ta đã đắc tội với hắn, nếu như giao cho hắn có phải có điều hơn nữa. Tại sao phải nhất định mời hắn để chủ trì việc này? Làm vậy không phải là giúp cho hắn chứng tỏ bản lãnh của hắn à? Cái này hả? Ông đã thiếu hiểu biết rồi. Cái đám tú tài này đều trông mong có cơ hội góp sức cho triều đình. Hơn nữa, công trình này vốn do hắn đề xuất, hắn có thể từ chối không? Theo tôi, nếu không may có sơ suất gì thì đã có một con tốt chết thay cho mình rồi. Hả? Đúng là gừng lại gặp gừng già cay hơn. Tứ Cung sao rồi? Có phải không đậu mà Tứ Cung làm vậy không? Nếu không đậu thì hay rồi. Thì đậu rồi. Tứ Cung đứng hạng mấy hả? Nè, giống như kết quả bói toán của Khổng Tiên Sinh, Quỳnh ấy đứng thứ 9. Thứ 9 à? Đào cập Quỳnh, vậy này tuyệt đối đừng để mẹ Mùi biết, nếu không mẹ sẽ không chịu nổi đâu. Muội yên tâm đi, Quỳnh biết. Từ từ, cẩn thận đó, cẩn thận. Tại sao số phận của tôi lại như vậy? Tư công nói nhỏ một chút, đừng để mẹ nghe thấy. Nếu như mẹ nghe thấy sẽ chịu không nổi đâu. Tại sao số mệnh của tôi cứ phải bị ông trời trừng phạt như vậy? Tại sao? Tại sao cô không sanh được đứa con trai nào cho nhà họ Viên ta? Chẳng lẽ ta thật sự đã cưới làm người rồi sao? Ta không muốn nhà họ Viên này tuyệt hậu. Ta không muốn nhà họ Viên tuyệt hậu. Sáng nay mẹ đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cũng nhờ thuốc của đại phu hút cho mẹ đã có hiệu quả. Đâu phải vậy. Là tại vì trong kỳ thi này Diên Hoàng không có bị Khổng Tiên Sinh đoán trúng. Khổng Tiên Sinh tính Diên Hoàng đậu thứ 9, mà Diên Hoàng lại đậu hàng thứ 5. Mẹ đã nói rồi mà, làm sao mà bói chính xác được như vậy? Xem ra việc Khổng Tiên Sinh nói gia đình mình không có con cháu là không đúng, cũng có thể là tính nhầm. Mẹ ạ, Quỳnh nói gì? Quan huyện chấp nhận ý kiến của Quỳnh, tạo phước cho dân trong huyện. Đúng vậy. Lúc đầu thì Quỳnh không dám tin, nhưng sau này họ nói triều đình đã chuyển tiền bạc về huyện rồi, kiến nghị của Quỳnh trình lên và họ cũng rất tán thành để cử Quỳnh đến từng lãnh đạo công trình này. Quỳnh đã đồng ý với họ chưa? Đương nhiên là Quỳnh đồng ý ngay rồi. Một công trình lớn như vậy tôi không đảm trách được không? Thế nào? Không lẽ một cậu hoài nghi khả năng của Quỳnh? Ý A Liên không phải như vậy. Chỉ có điều là không biết trong hồ lô của họ chứa thuốc gì. Quỳnh nghĩ xem, khi mình dự thi họ cũng làm khó dễ mình. Một công trình lớn như vậy họ có thể dễ dàng giao cho Quỳnh không? Để thấy việc này phải suy nghĩ kỹ hơn, không nên đồng ý một cách bừa bãi. Muội cũng đồng ý cách nghĩ của Đạo Cầm. Trời ơi, bây giờ Linh Nhi lo lắng quá rồi. Thì Quỳnh, quan huyện cũng có sự ích kỷ của mình. Nếu như trong huyện thật sự bị lũ lụt, ông ấy không thu đủ tiền thuế thì trách nhiệm cũng rất lớn. Hơn nữa, nếu dân chúng khốn khổ làm ồn ào lên thì ông ấy cũng phải gánh chịu hậu quả hay sao? Điều này Quỳnh đã nói với quan huyện hôm trước rồi. Và Quỳnh cũng nghĩ có thể lần này quan huyện đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như hoàn thành được công trình này rồi, cũng coi như quyền lệnh đó có công với triều đình. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dần, để không dám tin tưởng họ. Đào Cập, để nghĩ gì vậy? Suy nghĩ kỹ lại xem. Đây là một cơ hội rất tốt để lập công với triều đình mà. Để nghĩ thử xem, nếu như làm tốt công trình này, không còn sợ bị ngập lụt nữa, cũng là một phần công lao của huynh đó. Đến lúc đó, nếu như triều đình về kiểm tra, chắc chắn họ sẽ biết Diên Hoàng ta làm việc thế nào. Thì đối với huynh, sau này cũng có thêm điều kiện thuận lợi thăng quan tiến chức, lợi ích sau này rất lớn. Huynh suy nghĩ cũng khá xa đó, mà cũng không muốn nói gì thêm nữa. Diên Hoàng huynh à, mọi việc đều phải thận trọng. Muội yên tâm đi, bây giờ có đủ cả điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm tài trí thông minh của bản thân huynh, nhất định huynh có thể làm tốt công trình này. Linh Nhi, muội có thấy mấy ông bên huyện có sự thay đổi tính tình danh vậy không? Hình như có điều gì không ổn. Theo muội thì bên trong chắc chắn có âm mưu gì đó. Sở dĩ Diên Hoàng đồng ý với họ là tại vì Quỳnh ấy luôn cảm thấy mình sẽ không gặp thời, không lợi dụng võ, cho nên Quỳnh ấy mới gấp rút lợi dụng việc này, phát huy tài trí để lập công với triều đình. Không sai. Lần trước ở nơi Quốc Tiên Sinh, Đồ Tông Sư cũng đã khuyên Diên Hoàng như vậy. Tính tình Quỳnh ấy rất dễ rơi vào cạm bẫy của người khác mà bản thân mình không biết. Qua đây, mọi người qua đây. Cuối cùng chúng ta cũng chờ đợi được ngày hôm nay. Công trình này do tú tài Diên Hoàng hướng dẫn dân làm đó. Đúng rồi. Công trình này thật sự là quá tốt rồi, có ích lợi cho dân huyện và cũng đúng như ý nguyện của dân. Mọi người hãy nghe tôi nói đã. Công trình này có quy mô tương đối lớn, tốn kém thời gian cũng nhiều. Chúng ta cần phải thực hiện trong nhiều tháng. Địa đạo mới sinh lầy ở dưới cầu Thùy Hồng nên cần rất nhiều nhân lực. Rất mong bà con hãy đóng góp sức lực của mình, tất cả cùng nhau để làm tốt công trình này. Bà con có đồng ý không? Được, chúng tôi sẽ đồng ý. Mọi người yên tâm đi. triều đình cũng đã cấp tiền bạc cho công trình này, còn chúng ta thì đóng góp sức lực cùng nhau mang lại lợi ích cho quyền nhà. À, còn nữa, công trình này cũng làm cho kênh mương được thông thoáng, nên cần mượn một số ruộng đất để tháo nước. À, chắc chắn tạm thời sẽ làm ngập những thủa ruộng thấp ở hai bên. Tôi đã khảo sát địa hình rồi, số ruộng này là số ở phía nam của cầu. Gia đình nào có ruộng ở phía nam cầu hãy kê khai diện tích ruộng đất của nhà mình, quyền sẽ bồi thường cho các vị. Chúng tôi đều hiểu cả rồi, thực hiện như thế nào. Xem ra những người tham gia công trình lần này khá nhiều, số ruộng phải bồi thường cũng không phải là ít. Đúng vậy, e rằng phải tốn không ít tiền bạc đó nghe. Theo tôi nghĩ, tiền bạc thì không thể tiết kiệm được. Chỉ khi nào giúp được cho nhân dân yên ổn làm ăn thì công trình mới có thể tiến hành thuận lợi. Chỉ ngại số người này thừa cơ đòi hỏi, như vậy sẽ khó khăn đó. Cho nên theo tôi thì tiền bồi thường không được quá cao. Đúng vậy, ít nhiều cũng đền bù một tí cho có lệ là được rồi. Đây là việc của huyện mà không bồi thường cho họ thì họ có thể làm gì? Thưa đại nhân, làm như vậy không ổn đâu. Nếu như bá tánh không nhận được tiền bồi thường thì cuộc sống của họ sẽ có nhiều khó khăn. Việc này vốn là một việc tốt, nếu như phải làm như vậy thì ngược lại công trình sẽ mang lại khó khăn cho nhân dân. Việc này thì không nằm trong phạm vi quyết định của ngươi rồi. Ngươi chỉ cần làm tốt công trình của mình là được. Còn hậu quả như thế nào tự nhiên họ sẽ đến tìm bổn quan, không bao giờ tìm ngươi đâu. Ngươi đừng có lo chuyện này. Đi ra ngoài đi. Ông đại nhân hãy suy nghĩ cho kỹ. Biết rồi, ngươi lui ra đi, lui ra đi. Lão già, ngài xem. Giang thông báo niêm yết giá bồi thường cho mỗi mẫu đất theo con số đã bàn bạc trước. Nếu như có ai chê ít thì sẽ trừng trị tội phản khác, không được tranh cãi. Được, vậy thì còn công lao động tính thế nào? Đương nhiên là càng ít càng tốt rồi. Cứ để họ làm trước, còn tiền công thì kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Tất cả chi phí đều giảm đến mức tối thiểu. Vấn đề nguyên liệu cũng phải xử lý như vậy. Thôi đi đi. Dạ, tôi sẽ đi lo ngay. Rồi, Điếu tay đây nè. Đó, chúng tôi đang tìm ông nè. Thật sự là không còn công lý mà, các người cũng quá đáng. Chỉ bồi thường chúng tôi có một chút, làm sao mà sống đây? Đúng vậy đó, liên quan mọi người đang chia chết được với họ bao nhiêu. Công trình này vốn do tình nghĩa mọi người mà, đúng không? Bây giờ bồi thường có nhiêu là sao? Đúng rồi, đúng vậy á. Sao lấy không được rồi? Xin mọi người im lặng một chút đi, hãy nghe tôi nói đã. Công trình này do tôi phụ trách, nhưng mà tôi không ngờ Quỳnh chỉ bồi thường cho các chị có một chút xíu như vậy. Điều này không phải là sự quyết định của tôi. Không được rồi, như vậy đi, mọi người hãy về trước. Tôi sẽ đến xin với quan huyện đại nhân để mang lại cho quý vị một sự công bằng, có được không? Mọi người đi về trước đi, hãy chờ đợi tin tức của tôi, có được hay không? Viên Tú Tài là học trò của Quốc Tiên Sinh, chúng tôi cũng có thể tin tưởng được ông. Rồi, sao được? Nhưng ông cần phải nói chuyện giúp cho dân chúng tôi. Mọi người yên tâm đi, Viên Hoàng ta nhất định sẽ làm hết sức mình cho bá tánh. Mọi người xin về nhà trước đi. À thôi. Đúng rồi. Giúp dân sống đất rồi, không còn cách nào khác. Thôi về đi. Đi về đi. Đức Cung, những người đó đã làm gì vậy? Chính quyền bồi thường cho dân làng quá ít ỏi. Nếu như họ không nhận được từ bồi thường xứng đáng thì nhân dân sẽ phải đối diện với tình trạng mất hết đất đai. Vậy thì phải làm sao đi? Việc này tướng công đâu có thể quyết định được. Hay là tướng công lên huyện tìm huyện quan thảo luận xem sao? Chỉ còn cách này thôi. Tướng công ăn cơm trước đi. Quỳnh nên về đi, Quỳnh ăn không vô. Ít nhiều gì tướng công cũng phải ăn chứ, nếu không thì sẽ bị ngã bệnh đó. Cô về trước đi, bây giờ Quỳnh đang rối rồi. À, hay là thiếp gọi đạo cập đến đây để nhờ Quỳnh ấy tìm cách giúp tướng công. Việc này một mình Quỳnh có thể làm được, không cần ai tới giúp Quỳnh. Cô về trước đi. Từ nay là tiền vào như nước. Cạn chung chút phát tài. Cạn đi. Gã tiểu tử Diên Hoàng kia đang còn mơ màng đây. Lo cho nó làm gì, cứ đẩy nó đi tới đi. Đúng rồi. Còn phần của tôi lúc nào giao cho tôi. trai tôi chuẩn bị làm đám cưới rồi, tôi cần tiền đó. Ta trích trong khố cho ông 500 lạng trước. 500 lạng còn lại sau khi động thổ rồi giao nốt cho ông. Xem ra số tiền triều đình rót về đây ông có tính toán rồi. Ông một thiên tôi một thiên, số còn lại thì lo cho công trình. Nếu không thì đâu có đủ lo cho công trình đâu. Thì mọi người đều phải đối đầu với rủi ro đó. Như vậy cũng được. Càng trung càng trung. Viên Tú Tài, chúng tôi còn biết chỗ khó xử của ông, nhưng người dân nghèo khổ như chúng tôi còn phải có một chút gì để sống qua ngày. Tiền công của tôi rốt cuộc có lúc nào mới có. Đừng có nói nhiều với hắn làm gì. Hắn cùng một hội với tụi nha môn mà, đều chỉ biết hà hiếp dân lành mà thôi. Miệng thì nói làm công trình này vì nhân dân, thực tế là muốn nuốt trọn tiền công của chúng ta. Tôi thì nói bậy như vậy được nha. Tôi nói bậy cái gì? Vài ngày trước vợ của tôi còn nhìn thấy tụi quan huyện ăn tiệc bậy hay nữa là. Đúng vậy, đúng vậy. Viên Tú Tài dân lại chúng tôi đã nể mặt ông rồi, mới đồng ý mượn ruộng đất cho nước băng qua. Còn ngươi á, rốt cuộc đã hỏi giúp cho chúng tôi chưa? Hơn nữa trong nhà tôi còn có bà mẹ già đang bị bệnh đang chờ tôi chăm sóc nữa kìa. Ông không thể làm thiệt thòi chúng tôi chứ. Mọi người nghe tôi nói đi, mọi người hãy nghe tôi nói đi. Tôi đã không chỉ một lần nhắc triều đình với quyền đại dân rồi, cho đến nay tiền bạc cũng chưa đưa xuống. Tôi cũng rất là lo lắng. Xin mọi người hãy tin tôi sẽ đứng về phía bá tánh. Nếu như quan huyện không trả tiền cho dân, tôi cũng sẽ phản đối. Đúng không? Dám phản đối không? Thầy nói là không đây nữa. Tôi không tin rồi đó. Xin bà con cô bác yên lặng một chút, hãy nghe tôi nói đã. Xin mọi người hãy về trước đi. Công trình này không thể ngưng lại. Công trình này phải dựa vào sức lực của mọi người mới có thể hoàn thành được. Hôm nay chúng ta thực hiện công trình này không phải là vì bản thân chúng ta hay sao? Chúng ta thực hiện công trình này cũng là một việc tốt để lại phước đức cho đời sau. Cho nên chúng tôi nhất định có câu trả lời tốt đẹp cho mọi người. Ở đây tôi xin cảm ơn mọi người trước. Mọi người hãy về làm việc đi. Được, chúng tôi tin tưởng ông thêm lần nữa. Nếu như 3 ngày sau mà chúng tôi không nhận được tiền công á, thì chúng tôi thật sự không thể nào làm tiếp nữa. Đúng rồi, tôi đi, hỏi ta đi thôi. Vậy là sao trả tiền á? Đúng rồi, không có làm nữa đâu. Đúng rồi, làm vậy sao làm được? Nè, đệ tới đây làm gì? Có phải A Liên kêu đệ tới đây không? Để quan tâm huynh qua thăm huynh chút không được sao? Tiếc là không hay. Để cho đệ nhìn thấy tình trạng khó xử này của huynh. Nè, bước tiếp theo huynh phải làm sao? Bây giờ huynh đến nha môn tìm quan quyền để lấy lại tiền công cho bà con. Ê, bây giờ họ không ở nha môn, họ đều ở Xuân Hồ Lâu. Xuân Hồ Lâu? Họ ở đó làm gì? Sao để biết chứ? Linh Nhi đi gặp họ, đang ăn nhậu chơi bời Xuân Hồ Lâu. Họ đã xài hết 300 lượng bạc rồi. Cái gì? Tiền bạc của bá tánh thì họ không trả, lại có tiền ăn uống say sưa ở tủ lầu thì quá đáng mà. Quỳnh thấy rồi đó, họ cố ý cài sẵn cái bẫy để cho Quỳnh mang tội này. Trên thực tế, họ muốn lợi dụng tiền công trình này để tham ô tiền bạc của triều đình bỏ vào túi riêng của mình. Quỳnh biết không? Quỳnh đúng là một quán thần. Đây là tin họ một cách dễ dàng. Đào Cập, để đi với Quỳnh đến Xuân Hồ Lâu để lấy lại đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba tánh đi. Đi. Cạn đi, cạn chung. Gì vậy? Tất cả ba tánh ở ngoài đều bị các ngươi ép không thể sống được nữa. Còn các ngươi thì ở đây ăn uống nhậu nhẹt. To gan, lương tâm của các ngươi ở đâu? Người dám phạm thượng cả gan đến đây nhục mạ bôi nhọ mệnh quan của triều đình. Diên Hoàng, lão gia có lòng nâng đỡ ngươi mới để ngươi chủ trì công trình. Ngươi không nên phụ lòng người khác mà quên mất mình họ gì. Để dù mình ấy biết mình họ gì, dù sao đi nữa cũng bằng họ tham. Còn A Đậu kia đứng qua một bên cho ta. Diên Hoàng, người nói ta tiêu phí tiền bạc của quan phủ, người có chứng cứ gì? Ta còn phải tố cáo người tham ô tiền công của người dân. Chính là như vậy. Công trình là do ngươi đề xuất, xem ra ngươi đã có mưu đồ từ lâu rồi. Các ngươi đừng có gặp báo phu người. Các người cố ý hãm hại ta. Hãm hại hả? Hãm hại cái gì? Đến nhà môn mà nói chuyện. Người đâu? Dạ ra đi. Nhanh lên. Hãy đưa người này đến nhà môn cho ta. Để các người làm gì vậy? Để muốn làm gì? Các người làm gì? Các người muốn làm gì? Thả Quỳnh ấy ra. Thả Quỳnh ấy không? Thả Quỳnh ấy ra. Đi. Quýnh lại. Các người đứng lại. Đúng là mất hết lương tri. Không được, chúng ta phải tìm họ nói lý lẽ. Linh Nhi, Linh Nhi, mọi bình tĩnh trước đi. Chúng ta về tìm Quốc Tiên Sinh thương lượng, rồi hãy tính tiếp. Đi thôi. Cái gì? Hoàng Nhi bị họ bắt đi rồi à? Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, phu nhân, mẹ, phu nhân. Lão già, phải xử lý thế nào? Nhốt hắn lại trước, không cho hắn ra ngoài, để tránh khỏi hắn tung tin bừa bãi gây bất lợi cho chúng ta. Có cần thiết làm ngay sổ sách trước hay không vậy? Đương nhiên rồi. Sau đó chuẩn bị một bản nhận tội, bắt hắn ký tên. Không nhận tội không được. Viên phu nhân sao rồi? Trách mừng quá lo lắng. Đợi già nói cho Viên phu nhân biết. Làm cho Viên phu nhân lo lắng như vậy. Tôi không sao đâu. Ai ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Sinh, nhà tiên sinh nghĩ cách giúp cho chúng con. Tướng công bị quan thật mà. Ta biết. Nếu không được thì dùng phạt ép cung, bắt nó nhận tội. Mấy gã thư sinh này đều sợ khổ đau da thịt. Chỉ cần hắn chịu ký vào bản cung nhận tội, cho dù hắn có 100 cái miệng cũng không thể nào cãi lại được nữa. Tiểu nhân sẽ đi làm ngay việc này. Như vậy thầy sẽ đi hỏi các bạn bè trong châu phủ xem có cách nào hay không trước đã. Dạ được, cô đi theo thầy. Linh Nhi, mụ dạ Liên ở nhà chăm sóc cho Viên phu nhân. Thưa phu nhân, phu nhân đừng lo. Quynh yên tâm đi. Thầy à, đi nhanh vậy, nhanh nha. Quynh ngồi xuống đi, đứng hơn nửa ngày trời rồi. Không cần. Cảm ơn nha. Nếu như Quynh ở đây nửa năm trời, Quynh cũng đứng như vậy sao? Tôi không có phạm tội. Tôi cũng đâu có phạm tội, nhưng mà đã bị nhốt ở đây hơn 1 tháng rồi. Tại sao vậy? Tôi là người bán đồ cổ. Cha của ông quan huyện đã nhắm vào cái bình bông đời đường trong tiệm của tôi là chê giá cao, và tố cáo tôi bán hàng giả. Vì thế mà cho người niêm phong tiệm tôi, còn nhốt tôi vào đây nữa. Đương nhiên là chiếc bình cũng mất luôn. Chiếc bình bông đó cũng đã bị họ mang đi rồi. Hả? Tại sao lại có chuyện như vậy? Nói như vậy Quynh cũng bị oan à? Vậy tại sao Quynh không tố cáo họ đi? Tôi tố cáo với ai đây? Tôi có kiện được họ hay không? Đó là huyện lão gia. Những người bị nhốt trong này, nhiều người đều bị oan đó. Đúng là không còn phép tắc gì cả mà. Tấm biển cùng chánh liêm khiết ở trên cổng nha môn, chỉ là treo để làm dáng thôi. Các vị, Viên Tú Tài tham nhũng công quỹ đã bị nha môn bắt nhốt rồi. Hiện công của các vị làm việc ở đây á đều bị hắn bắt hết trơn rồi, cho nên công trình không thể tiếp tục được. Các người cứ chấp nhận mình bị xui xẻo đi. Không thể như vậy được. Viên Tú Tài không phải là một con người như vậy đâu. Chẳng lẽ suốt cả tháng này chúng ta làm không công hay sao vậy? Đúng rồi đó, chúng ta làm không công đâu. Sao? Không được rồi, phải lên nha môn mới được. Chúng tôi phải tìm những người làm quan các người để đòi tiền chứ. Các ông mà hắn tham nhũng bỏ hết vô túi á thì tiền của dân làng cũng phải chịu thôi. Đi đòi tiền đi. Nói với họ như thế nào cũng không được. Vậy phải làm sao đây? Sao rồi? Thế nào rồi? Sao rồi? Không có ai muốn nhúng tay vào việc này. Họ đều nói việc này khó khăn lắm. Rồi nói đi. Mở cửa cho, giải thích cho mọi người biết rõ ràng. Nè, hãy để tôi đi hay hơn. Dù sao đi nữa, tôi cũng là thầy giáo ở trong huyện này. Lời nói của tôi họ nghe dễ hơn. Thưa thầy, cô đi chung với thầy. Đi. Linh Nhi, mụ chở đi. Mụ cẩn thận. Tại sao nhà họ Viên phải khốn khổ như vậy? Con cháu đời sau không có thì cũng thôi đi, sao còn bị người ta đổ oan uổng chịu đau khổ gục tù chứ? Trả tiền đi. Mở cửa. Trả tiền cho chúng tôi đi. Kính thưa bà con dân làng, tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của bà con. Bà con đã bỏ sức lao động lại không nhận được tiền công, thật sự có điều lo lắng. Đúng rồi. Nhưng bà con cũng nên suy nghĩ một tí. Nếu như Diên Hoàng thật sự đã bỏ túi riêng tiền mồ hôi nước mắt của bà con, thì người nhà của Diên Hoàng còn ở lại đây không cao chạy xa bay hay sao? Theo như tôi được biết, lần này Diên Hoàng vì công trình trong huyện hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của Diên Hoàng. Chính bản thân Diên Hoàng không lấy một đồng bạc nào. Triều đình rót về huyện bao nhiêu tiền bạc, mọi người chúng ta ở đây có ai biết không chứ? Hả? Đúng vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà Diên Hoàng là học trò ruột của tôi. Cách làm người của Diên Hoàng tôi rõ nhất. Diên Hoàng tuyệt đối không có lấy một đồng xu nào cả. Nhưng mà về Diên Hoàng một lòng muốn làm tốt công trình này. Chỉ có điều trong nhiều việc Diên Hoàng chưa suy nghĩ chu đáo. Đây là lỗi của Viên Hoàng. Những lầm lỗi của Viên Hoàng, ở đây tôi xin thay Viên Hoàng tạ tội với dân làng. Thầy à. Tôi xin lỗi dân làng, xin lỗi bà con. Tôi có thể đảm bảo với bà con rằng Viên Hoàng tuyệt đối không bao giờ tham ô công quỹ đâu. Hả? Xin dân làng bà con hãy tin tưởng ở tôi. Hắn là học trò của ông, đương nhiên bảo vệ hắn rồi. Ông lấy gì bảo đảm rồi. Tôi xin lấy danh dự của tôi ra bảo đảm. Tôi lấy danh dự của tôi ra bảo đảm mà. Kính thưa bà con dân làng, tôi tin rằng sự việc chắc chắn có ngày được sáng tỏ mà. Nếu như bà con dân làng muốn biết được chân tướng, tôi đề nghị mọi người cùng ký tên trên một cáo trạng để kiện lên tri phủ. Ý của mọi người ở đây như thế nào? Tiên sinh nói rồi, việc của mình bảo đảm thì chúng ta cũng không làm khó nhà hội viên ngay bây giờ nữa. Quan trái đều có chủ, mọi người không để yên đâu nha. Trước sau gì cũng phải làm cho rõ ràng đó. Vậy bây giờ chúng ta về trước đi. Đúng rồi, chúng ta phải kiện lên nha môn tri phủ thôi. Bà con dân làng, xin hãy về nhà trước. Xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng để trả lại trong sạch cho nhà hội viên. Dạ, xin tạ tội. Sự việc này tuyệt đối không để yên vậy được đâu. Đúng rồi, chúng ta đi về. Bà con cảm tạ, xin cảm tạ. Thầy à, thầy không sao chứ? Thưa thầy, thầy vì Diên Hoàng, kể cả danh dự cũng lấy ra thí rồi. Mai đây thì... Cái gì? Con hoài nghi cách làm người của Diên Hoàng hay sao? Không phải. Con đang lo lắng sự việc này không thể giải quyết một cách thuận lợi đâu. Dạ, lão già. Hãy cất một phần số bạc này cho người đưa về nguyên vàng của ta trước nha. Để trong nha môn này không an toàn đâu. Số còn lại mua vàng hoặc đổi thành ngân phiếu, cất giữ kỹ hơn. Dạ, đúng không? Thật là phát tài rồi đó nghe. Nếu không có công trình này mất vài năm không kiếm được số bạc nhiều vậy đâu á. Lão già định xử lý tên tiểu tử kia thế nào? Cái bản cáo trạng bắt hắn ký tên là được rồi. Hắn nói không thăng đường hỏi cung thì hắn không chịu ký đâu. Tên tú tài nghèo mạt này. Được, thăng đường thì cứ thăng. Ngày mai cứ chuẩn bị đại hình chờ đợi hắn đó. Lão gia không hay rồi. Lão gia không hay rồi. Cái gì mà không hay? Không nhìn thấy ta đang bận rộn hay sao? Có việc gì tí nữa mới bẩm báo. Việc này không thể chờ được. Lão thái gia đã... Có phải là lão thái gia đã nhắm trúng món đồ cổ khác rồi? Lão thái gia đi đột nhiên quy tiên rồi. Cái gì? Trời ơi, cha của tôi, tại sao cha lại chọn cái giờ này mà đi chứ? Đồ khốn! Lão thái gia có bệnh sao không báo cho ta biết sớm? Lão gia bất giận. Lần trước tự nhân có nói với lão gia lão thái gia bệnh nặng mời lão gia về nhà, nhưng mà lão gia nói là đang bệnh. Ta nói vậy sao? Đi. Dạ. Cha của tôi ơi, tại sao sớm không chết, muộn không chết mà chết cái giờ lúc con đang được chia của này chứ? Có chuyện gì mà các ông khóc lóc ở đây vậy? Lão thái gia quy tiên rồi. Ta cứ tưởng có chuyện gì lớn hơn vậy. Đúng lúc rồi, lấy món bạc lớn ra để hậu táng đi. Thôi mà lão già không phải buồn lòng vì cái chết của lão thái gia. Vì gặp chuyện này thì cái mão của lão gia không còn đảm bảo được nữa. Đúng rồi, theo quy định hoàng đế thái tổ, người nào mà làm quan khi có tang cha mẹ trong vòng 3 ngày phải lập tức rời khỏi chức vụ, về quê thủ hiếu 3 năm đó. Đúng vậy, đây mới gọi là tận hiếu. Nếu biết trước thì đã tận hiếu lúc lão thái gia còn sống rồi, đâu đến nỗi phải đúng lúc vậy. Lão gia nói đi. Sức khỏe của lão thái gia giống không được tốt, không thể chịu được cơn sốc. Không biết do ai đã làm lại cái bình bông đồ cổ mới có được. Lão thái gia vừa tức giận thì quả liền bốc lên. Lão thái gia ngã xuống thì không còn đứng dậy được nữa. Đây đúng là lạc cực sanh bi rồi. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Dạ. Ta không giữ được chức quan là chuyện nhỏ thôi à. Phía trên cho người đến đây bàn giao, họ đối chiếc sổ sách thì ta phải làm sao đây chứ? Hả? Lý Viên Ngoại, ông không thể thấy chết mà không cứu. Ông nói vậy có ý gì? Trong thời gian tôi tại chức, tôi đâu có thiệt thòi cho ông đâu. Bây giờ cái khốn của ta trống rỗng, ông cho ta mượn vạn lạng bạc có được không? Nhiều vậy tôi nói đâu ra cho ông mượn. Trời ơi, vụ lần trước tôi đã sử dụng hết vạn lạng trong ngân khố rồi. Muốn bù đắp từ việc trưng thu thuế, sau đó tôi lại chuyển về quê tôi mấy ngàn lạng để mua đất, mua nhà cửa đều tôi sử dụng hết rồi. Bây giờ không còn thừa lại bao nhiêu hết đó. Không phải là ông còn số bạc để làm đê điều thủy lợi hả? Cái đó không còn động đậy gì được nữa rồi. Ở trên tôi người về đây bàn giao thì thứ gì cũng không thể mang đi được. Lý Duy Ngoại, ông cho tôi mượn vạn, 3 năm sau không, trong vòng 27 tháng tôi từ về quê nhận là nhiệm sở, tôi sẽ trả 12 vạn. Nhưng mà theo chỗ tôi biết thì tất cả những quan viên sau khi mãn hạn thủ hiếu ở quê nhà, nhất là bên quan văn đó nha, rất ít khi được khôi phục chức vụ trước đây lắm. Vậy thì vạn lãng bạc của tôi giống như hòn đá tôi ném vào trong biển. Ông cũng thể thấy chết mà không cứu. Cũng đâu phải như vậy. Theo tôi á, thì ông nhân lúc trời tối nhanh chóng lên đường đi. Nếu cần tôi tìm trong con ngựa, điều mà tôi có thể giúp là chỉ có vậy. Ông! Thôi mà, có gì đâu, tôi còn nhiều việc phải lo lắm. Ông! Trời ông! Trời ơi, cáo từ nha, cáo từ. Ông! Một quyền lệnh chuyên tham nhũng công ủy. Người đâu? Lột mũ áo của hắn. Dạ. Nói đi, 2.7.000 lượng bạc trong quyển khố đã đi về nữa đâu? Tội thần, tiểu dân đã gửi chút đỉnh về nhà. Hiếu kính đã gửi về bao nhiêu? Dạ, 1 vạn. Số còn lại thì đi đâu? Đã dùng quan hệ chạy trọt quảng cáp cho cấp trên, tiêu tốn một ít cho sự ăn uống. Tò gan. Chính là hắn. Đưa đi. Đi. Dạ. Đi. 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 Đã mang sinh ra tới. Quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, việc này hoàn toàn không liên quan tới tiểu nhân. Còn dám nói bừa. Đại nhân, đây là sổ sách của công trình thủy lợi, xin đại nhân xem qua. Bẩm đại nhân, có một vị cử nhân tên là Úc Hải Cốc đã để trên cáo trạng này, xin đại nhân xem qua. Huyện Úc Hải Cốc thân đường. Ông, thưa đại nhân, tiểu nhân xin nhận tội. Điều là huyện đại nhân bắt tôi làm sổ giả. Tiền công của nhân dân là ông ấy không cho tôi thanh toán. Tôi nhớ tổng cộng là 3.000 lượng. Tất cả những gì người biết đều hãy khe rõ ra nghe. Dạ, thưa đại nhân. Người đâu? Dạ. Giải bọn này vào lâu. Dạ. Đi. Đi. Học trò Quốc Hải Cốc bái kiến Tùng Phủ đại nhân. Miễn lễ. Tạ ơn đại nhân. Bản cáo trạng của ngươi ta đã xem rồi, còn có chữ ký liên danh của bá tánh. Những con sâu mọt của triều đình này tham ô tiền bạc, hà hiếp dân lành, hủy hoại tiền đồ người hiền, làm nhiều việc ác. Ta nhất định sẽ trả lại trong sạch cho học trò của ngươi. Những lời nói của Tùng Phủ đại nhân thật sự như dán mây thi trời. Tiền công của nhân dân cũng có nơi trông chờ. Tại sao họ còn chưa ra đây? Cả Úc tiên sinh cũng bị chìm vào trong đó rồi. Úc tiên sinh đã rồi. Úc tiên sinh đã thế nào rồi? Úc tiên sinh thế nào rồi? Kính thưa bà con dân làng, mọi người hãy yên tâm đi. Tùng Phủ đại nhân đã trả lại sự trong sạch cho Viên tu tài. Tiền công của dân làng bị tên quan huyện cũ bỏ túi. Không bao lâu sau, Tùng Phủ đại nhân sẽ thanh toán tiền công cho mọi người. Vậy là tiền công chúng ta sẽ có rồi. Viên tú tài, chúng tôi đã trách làm tú tài rồi. Viên tú tài đã phải chịu khổ trong lao tù, không có sao chứ? Tôi không sao. Vậy công trình còn làm tiếp không vậy? Nếu tiếp tục mọi người sẽ làm theo hướng dẫn của ngài đó. Đúng rồi, chúng tôi sẽ làm theo. Không làm nữa rồi. Tùng Phủ đại nhân đã hạ lệnh thì công trình này còn phải tính toán kỹ hơn nữa. Thưa thầy, cảm ơn thầy đã cứu mạng. Học trò xin cáo từ trước. Một ngày nào đó, học trò sẽ đến nhà bái tạ thầy. Được. Tốt lắm, mọi người về nhà trước đi ha. Diên Hoàng, Linh Nhi, đừng mà. Kệ Quỳnh ấy đi. Hãy để cho Quỳnh ấy có thời gian suy nghĩ lại mình nhiều hơn. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta mở cho Quỳnh ấy một điều ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên gì? Quỳnh quên rồi à? Đêm tân hôn Quỳnh đã đồng ý mọi điều gì? Vậy Quỳnh đồng ý với muội Cái gì? Mùi có rồi. Hay thật đó. Huynh sao vậy? Vui có được gì chứ, vẫn không phải để cho người khác hay sao? Huynh đừng nghĩ như vậy mà. Sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội, có phải không? Huynh biết Huynh đã đồng ý với muội thì chắc chắn sẽ làm được. Đi. Ê, cẩn thận. Nam Mô A Di Đà Phật.